Chào mừng quý khán giả và các bạn đã đến với kênh tin tức mới của chúng tôi. Chúc quý khán giả có những phút giây trải nghiệm thú vị tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Trong chuyên mục tin tức showbiz, xin mời quý vị và các bạn đến với những tin tức mới nhất hôm nay. Nam ca sĩ có khối tài sản 70 tỷ và số cát xê cao nhất từng nhận được. Trong chương trình Chuyện cuối tuần trên VTV tuần này, nam ca sĩ Quang Hà cho biết anh không bao giờ tính xem mình có bao nhiêu tiền, chỉ biết là có một căn nhà biệt thự khoảng 1 triệu đô ở Hà Nội, hai căn nhà mặt tiền ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều này khiến cho đạo diễn Lê Hoàng giật mình và tính nhẩm ra số tài sản Quang Hà sở hữu phải lên đến 3 triệu đô, tức là khoảng 70 tỷ, nhà triệu đô khoảng 20 tỷ, hai căn nhà mặt tiền cũng khoảng 2 triệu đô nữa. Vậy tính sơ sơ Quang Hà có 3 triệu đô là khoảng 70 tỷ. Quang Hà cho biết để có được số tài sản ấy, anh phải rất chăm chỉ làm việc. Bên cạnh đó, anh còn vay ngân hàng và trả góp. Tôi là một trong những nghệ sĩ chăm cày nhất showbiz. Bên cạnh đó, tôi có quản lý giúp có nhiều show diễn. Tôi không bao giờ nề hà. Một show nào miễn được khán giả và bộ show trân trọng là tôi đến. Nhận xét về bản thân, Quang Hà cho biết anh không bao giờ đánh giá mình ở hạng nào, mà tất cả là do giới chuyên môn và các ông bầu tự xếp. Bản thân anh chỉ muốn mãi là ca sĩ trẻ, không bao giờ muốn có một danh xưng ông hoàng bà chúa nào. Tuy nhiên, về những ca sĩ cùng thời với anh thì có hai nữ ca sĩ cùng tuổi sinh năm 1981 là Lệ Quyên và Mỹ Tâm cũng rất giàu. Bên cạnh đó, một số ca sĩ khác thì sau thời gian hoạt động nghệ thuật có khoản thu nhập vừa đủ để chuyển sang lĩnh vực khác nên khó biết thu nhập của họ là như thế nào. Theo đạo diễn Lê Hoàng, hầu hết các nghệ sĩ bình thường đều có một đến hai cái nhà chung cư, đi xe Mercedes, thu nhập khoảng vài chục triệu đến vài trăm triệu. Đây là con số đáng mơ ước với người bình thường. Chính vì có thu nhập tốt như vậy nên dẫn đến tình trạng người người làm ca sĩ, nhà nhà làm ca sĩ như hiện nay. Nam đạo diễn cho biết thêm, anh từng làm MC một chương trình với cát xê hơn 10 triệu. Trong khi đó, một ca sĩ khác không phải là Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm nhưng cũng được mời hát với cát xê hơn 100 triệu. Thậm chí có những ca sĩ không cần hát, chỉ cần có mặt cũng nhận được hơn 100 triệu. Cũng có chuyện một nam ca sĩ kia làm giám khảo trong một tối mà đòi hơn 10.000 đô khoảng 230 triệu. Liên Hoàng nói, mà một chương trình phải quay ít nhất 10 số, như vậy số tiền mà ca sĩ đó nhận được sẽ khoảng 2 tỷ đồng. So với các nghề khác thì chênh lệch khủng khiếp. Với Quang Hà, anh tự nhận điều đó và cho rằng điều này là bình thường. Những nghệ sĩ nhận cát xê cao đều xứng đáng với tên tuổi và công sức họ bỏ ra. Thậm chí Quang Hà còn thấy một ca sĩ trẻ nhận cát xê, một show diễn lên đến 1 tỷ đồng và điều này nếu không phải là người trong nghề thì sẽ thấy hết hồn. Chia sẻ về số tiền cát xê cao nhất từng nhận được, Quang Hà cho biết đó là 450 triệu và 2.000 đô tiền bo. Để nhận được số tiền đó, nam ca sĩ sẽ hát không giới hạn số lượng bài trong buổi tối. Theo Quang Hà, số tiền này xứng đáng với công sức và vị trí hiện tại của mình. Tuy nhiên, đây không phải là thu nhập quá cao so với mặt bằng chung của giới giải trí hiện nay. Theo Quang Hà, có nhiều ca sĩ hoặc thậm chí là người bình thường, khi làm các video đưa lên YouTube và đông người xem, có thể kiếm được 400 đến 500 triệu đồng một tháng. Chia sẻ về thời kỳ khổ nhất thuở hàng vi khi mới vào nghề, Quang Hà cho biết anh từng phải hát liên tục 37 bài trong một tuần ở vòng trà mà chỉ được trả 50.000 đồng. Tuy nhiên, điều này cũng không thấm thía gì so với Bằng Kiều. Khi anh bầu từng cho biết 50.000 của Quang Hà là còn cao, Bằng Kiều chỉ nhận được khoảng 7.000 đồng khi mới đi hát. Cuối cùng Quang Hà chia sẻ để được cát xê và tài sản như hiện nay, anh phải mất 19 năm lăn lộn trong nghề và không phải làm nghệ thuật là sung sướng. Đừng nghĩ ở trên đỉnh vinh quang là dễ dàng, cái gì cũng phải trải qua hàng loạt khó khăn. Có những chương trình tôi diễn không lấy tiền, thậm chí còn tốn tiền để đầu tư cho tiết mục nhưng tôi vẫn diễn. Cuộc trò chuyện của ca sĩ Quang Hà và đạo diễn Lê Hoàng với chủ đề Ca sĩ Việt có giàu thật được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút thứ Bảy ngày 29 tháng 2 trên kênh VTV. Quang Hà tậu xe sang 7,7 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Quý vị và các bạn thân mến, là giọng ca quen thuộc với thế hệ 8X, 9X yêu mến nhạc Việt. Nhưng ít ai biết Quang Hà cũng sở hữu khối tài sản không hề thua kém các đồng nghiệp trong làng giải trí. Mới đây, quản lý của nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh chiếc xe sang trị giá 7,7 tỷ đồng được anh tậu về nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37. Theo thông tin từ phía nam ca sĩ, chiếc xe hộp mới tậu là mẫu Mercedes S500L S-Class, là dòng sedan hạng sang hàng đầu của chiếc Mercedes-Benz. Quản lý của Quang Hà cũng chia sẻ, chiếc xe được mua bằng tiền cát xê dành dụm sau nhiều năm đi hát và là món quà ý nghĩa anh muốn dành cho bản thân. Mercedes S500L được trang bị động cơ V8 dung tích khủng 4,7 lít, sản sinh sức mạnh đáng nể, công suất cực đại có thể đạt 455 mã lực tại 5.250 đến 5.500 vòng một phút, và mô men xoắn 700 Nm tại giải 1.800 đến 3.500 vòng một phút, là dòng xe tập trung vào khách hàng thành đạt, doanh nhân. S500L được bố trí kiểu ghế ngồi ông chủ ở hàng ghế sau với tấm đệm đỡ chân chỉnh điện từ lưng ngã 43,5 độ, rèm cửa riêng tư, tính năng massage cao cấp và hệ thống giải trí cho hàng ghế sau.
Quang Hà sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ Vũ Cẩm. Từ nhỏ anh đã được làm quen với âm nhạc và tham gia nhiều chương trình lớn nhỏ của đài truyền hình Hà Nội. Bước vào tuổi teen, Quang Hà gia nhập một nhóm nhạc cùng bạn bè biểu diễn khắp các sân khấu ở thủ đô. Năm 2013, nam ca sĩ có quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời khi giã từ Hà Nội tạm biệt gia đình để vào Sài Gòn lập nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Quang Hà trở nên quen thuộc với hàng loạt ca khúc hot, trong đó phải kể đến Định Mệnh, bài hát đã làm sự nghiệp của anh thay đổi hoàn toàn. Từ cú hit này, Quang Hà bắt đầu được mời hát khắp nơi, có tiền làm sản phẩm. Khi tên tuổi đã đạt đến một vị trí nhất định, ekip của nam ca sĩ quyết định để Quang Hà trở lại với phong cách âm nhạc sở trường là dòng nhạc xưa hay những ca khúc về Hà Nội. Song song đó, anh vẫn hát nhạc trẻ và là một trong những ca sĩ liên tục có những bài hit mới. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.